Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em chi tiết cách để chúng ta có thể đăng nhập được vào SHUB cũng giống như là các em có thể đăng nhập được vào các lớp học để làm bài tập về nhà. Đầu tiên chúng ta cùng đăng nhập vào App Store. Sau đó chọn vào mục tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm đến cụm từ SHUB Classroom ở trên đầu. Được chưa? Ở đây thì thầy đã tải sẵn cho các em rồi. Bạn nào dùng CH Play thì cũng tải giống hệt như thầy. Thầy sẽ mở ra luôn. Sau khi mở ra thì thầy sẽ ấn vào mục đăng ký. Chúng ta nhớ là phải chọn vào mục tôi là học sinh nhé, các em không được chọn vào mục tôi là giáo viên đâu. Ấn vào tôi là học sinh. Chúng ta cùng điền thông tin, ví dụ ở đây thầy điền là Phạm Hữu Việt, trường Trung học thông Yên Viên. Các em viết họa cũng được, viết thường cũng được nhé. Thầy viết họa nhìn cho nó đẹp, cho nó dễ nhìn. Số điện thoại, thầy sẽ để mật khẩu ở đây, ví dụ như là Việt 123. Việt 123. Chúng ta phải xác nhận lại mật khẩu nhé. Ấn vào hoàn tất để đăng ký. Chúng ta ấn vào hoàn tất để đăng ký. Thì nó muốn gửi thông báo đến cho bạn thì các bạn có thể từ chối cho phép nhé. Các bạn nên ấn vào cho phép để các bạn có thể cập nhật được thông tin được thầy. Rồi, sau đó chúng ta ấn vào dấu cộng. Chúng ta ấn vào dấu cộng để thêm câu hỏi, đặt câu hỏi, hoặc là các em có thể chụp ảnh đăng câu hỏi lên. Nếu muốn đăng nhập vào lớp thì các em ấn vào cái mục nhỏ nhỏ như sau. Đó, mục nhỏ nhỏ đây nhá, các bạn nhìn này. Đó. Sau khi ấn vào thì các bạn chọn vào mục lớp học. Ở đây thì các bạn cần phải nhập một cái mã lớp thì mới có thể tham gia lớp học. Cái mã lớp này cung cấp đến từ thầy. Ví dụ như ở đây như sau, các bạn có thể nhìn thấy này. Thầy đang có mã lớp của lớp 12A là IEMMT thì thầy sẽ nhập. Thầy sẽ nhập ở trên đây. Là IEMMT. Rồi, chúng ta ấn vào tiếp tục. Chúng ta ấn vào tiếp tục đó thì chúng ta sẽ vào được lớp. Lớp đây 12A Vũ Văn Ngọc. Giáo viên đã tạo lớp và lớp thành công. Ok chưa? Sau khi vào lớp thành công rồi, các bạn có thể ấn vào lớp để xem. Trong đây chúng ta có các mục tổng quan, thành viên, bài tập, tài liệu và hỏi đáp. Các bạn có thể ấn vào hỏi đáp để hỏi thầy. Tài liệu ở đây là các bạn có thể xem lại được những cái tài liệu mà sau khi các bạn học ở trên lớp thì thầy sẽ up ở trên đây. Bài tập, đây sẽ là bài tập về nhà và thầy sẽ up bài tập về nhà ở đây. Các bạn sẽ trả lời bài tập về nhà ở trong cái mục này.